đổi mới không khí một chút. Vừa rồi thì đã có múa đương đại, có belly dance, sau đây sẽ là một màn sexy dance được dàn dựng vô cùng công phu do cô Lý Ngọc biên đạo. Và sau màn trình diễn hết sức nóng bỏng rồi thì ban giám khảo chúng ta có nhận xét gì về các bạn ạ? À?